ăn hai tô mì một lúc. Ăn hai tô mì nhé bạn. Mì với rau giúp cá ngon ghê, ăn không đúng hả? Tắt đi. Mì với rau giúp cá như cả nhà. Ăn mì với rau giúp cá ngon lắm cả nhà. Mình thích ăn như vậy, dễ ăn. Mình mua một bó luôn, mình ăn bó rau giúp cá luôn. Mai ra chọn mua một bó nữa. Tao ăn mì tôm mà không có gì đâu mà mày kêu. Nó cho hết tiền rồi. Nó cho hết tiền rồi. Nó cho ăn mì tôm mà. Nó cho hết tiền. Cho ăn mì tôm với rau giúp cá. Chấm với rau mắm cay ngon ghê ta.
cay mà ăn đổ mồ hôi hột luôn. Sà tế nó cay. Nó căng rồi. Hai quả mì xong. Bây giờ phải ăn phụ con gái yêu một sâu trứng cút. Mua con gái 4 sâu. Con gái là ăn có 3 sâu ha. Nó còn giờ còn dư lại anh ngựa ăn. Con gái anh ngựa ăn có 3 sâu, mua 4 sâu. Nó ăn 3 sâu rồi. Nó ăn 3 sâu, nó ăn hết nổi. Mời cho nó 4 sâu mà nó ăn có 3 sâu. Nó ăn không muốn nổi. Xếp mùng mềm gọn này ra con. Ở gối nó sát rồi. Kéo căng cái này ra. Kéo vuông vắn ra. Uống nước ngọt chưa? Kéo vuông ra, đứng lên, kéo vuông ra. Ra bên ngoài kéo ra. Kéo đổ sữa ra cái ấy giờ. Bỏ sữa ra. Kéo vuông này ra. Quá. Hèn chi nó ăn có 3 sâu rồi nó no. 3 sâu rồi nó no. Ngồi dậy đi ăn no mà sao nằm rồi con? Hả? Ăn no mà sao nằm rồi sao chịu nổi? Bèo này còn miếng phần mày này, ăn đi Bèo. Thôi xong rồi nha cả nhà, hai gói mì và một xiên trứng cút đã xong vào trong bụng anh ngựa. Đây này này con, ra đây ăn trứng cút này. Ăn đi. Mèo đòi ăn đó cả nhà. Chúc cả nhà ngon miệng nha. Anh vừa ăn xong rồi đó. Hoàn thành hai gói mì.